Những bài viết đáng chú ý trên các báo tiếp tục được cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Kỳ vọng sớm hồi sinh hình thức đầu tư PT là bài viết đáng chú ý trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo bài viết, dự thảo luật sửa đổi bổ sung 4 luật gồm luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu đang được Bộ Kế hoạch Đầu tư gấp rút hoàn thiện, được kỳ vọng sẽ hồi sinh hình thức đầu tư theo hình thức BT, tức xây dựng chuyển giao. Đây chỉ là một trong nhiều hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, như từ năm 2021 đã không còn được áp dụng đối với dự án đầu tư mới do lo ngại những lỗ hổng pháp lý làm phát sinh khó khăn, tiêu cực. Bài viết thông tin dự thảo luật mà Bộ Kế hoạch Đầu tư đang đưa ra lấy ý kiến có hai phương án. Phương án 1 quy định áp dụng hợp đồng BT thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền. Phương án 2 áp dụng cả cơ chế thanh toán bằng tiền và bằng đất. Cả hai phương án đều có những ưu điểm và rủi ro nhất định. Tác giả cho rằng, thời điểm trình Quốc hội xem xét thông qua luật sửa 4 luật đã rất cận kề. Do đó, việc tổng hợp cân nhắc các đóng góp, kiến nghị để quyết định chính sách phù hợp nhất là hết sức quan trọng. Sử dụng giao sắc tất nhiên là cần thận trọng, nhưng nếu khéo dùng thì hiệu quả mang lại sẽ rất xứng đáng. Trên báo Dân Trí có bài viết phân tích về thị trường bất động sản bất ngờ sốt ở một vài nơi trong thời gian gần đây, mà nhiều nghi vấn là do giới đầu cơ tạo ra khan hiếm ảo nguồn cung. Bài viết thông tin hiện Bộ Xây dựng đã phải có văn bản gửi các địa phương với nhận định rằng thị trường bất động sản thời gian qua chưa phát triển bền vững, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Nhưng phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này là vấn đề cốt lõi được bài viết đặt vấn đề. Giải quyết vấn đề này, tác giả cho rằng, chúng ta phải tái cấu trúc thị trường bất động sản dựa trên nguyên tắc áp dụng quản trị tốt với 3 trụ cột chính gồm minh bạch thông tin, có sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình của cơ quan cán bộ quản lý. Từ đó tìm ra các công cụ quản lý tài chính minh bạch thông tin và gắn sự phát triển bất động sản với quá trình đô thị hóa. Theo tác giả, việc làm ngay được là công khai thông tin dựa trên cơ sở dữ liệu nhà ở, cải cách thuế bất động sản và quy hoạch phát triển nhà ở gắn với thông tin về đất và tình trạng định cư. Có nhiều định nghĩa về chính phủ điện tử, nhưng tại Việt Nam, theo Bộ Thông tin Truyền thông, đó là chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Vậy khi Việt Nam tăng 15 bậc về xếp hạng chính phủ điện tử ở vị trí thứ 71 trong 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, thì người dân, doanh nghiệp đang thụ hưởng những gì? Bài viết Chính phủ điện tử nhìn từ doanh nghiệp và người dân trên báo Thanh Niên trả lời vấn đề này. Theo bài viết, nhờ chính phủ điện tử mà các hoạt động như nộp thuế, hoàn thuế, khai bảo hiểm xã hội, khai hải quan, thực hiện giao dịch với cơ quan nhà nước của doanh nghiệp đều có thể thực hiện qua các hình thức điện tử, giúp tiết kiệm được thời gian, tối ưu chi phí, giảm thiểu thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp. Cộng với người dân, hầu hết các nhu cầu giao dịch, mua bán, thanh toán trong đời sống hàng ngày cũng tiện lợi hơn rất nhiều thông qua giao dịch không dùng tiền mặt. Tác giả nhấn mạnh, với thành tựu đạt được, Việt Nam sẽ có tiền đề để chuyển từ chính phủ điện tử sang chính phủ số, từ 4.0, tức là có khả năng họp không gặp mặt, xử lý văn bản không giấy, giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc và thanh toán không dùng tiền mặt, thêm 4 có như chiến lược đề ra. Đó là có toàn bộ hành động an toàn trên môi trường số, có khả năng cung cấp dịch vụ mới nhanh chóng, có khả năng sử dụng nguồn lực tối ưu và có khả năng kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế xã hội. Báo VN Express có bài viết phân tích những thế khó của giáo dục phổ thông, cũng như quan điểm làm thế nào để đứa trẻ có thể học một cách toàn diện và vui vẻ. Trong bài viết, tác giả nêu, sách giáo khoa hay giáo dục phổ thông là những khái niệm hữu hạn, ở đó phải cân bằng rất nhiều thứ, giữa các môn học, nhóm môn học, giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa nông thôn, vùng xa và thành thị, giữa tính dân tộc và quốc tế. Rất khó có một chương trình vừa thống nhất trong toàn quốc, vừa thỏa mãn tất cả mọi người. Một trong những lý do khiến giáo dục phổ thông bế tắc chính là kiến thức phổ thông ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. Một nghiên cứu cho thấy, vào năm 1945, phải mất 25 năm để tổng tri thức của nhân loại tăng lên gấp đôi. Nhưng hiện tại, cứ 12 giờ thì kiến thức nhân loại đã nhân đôi. Để khắc phục, các cải tiến trong giáo dục hiện chuyển trọng tâm dần sang dạy cách học hơn chỉ là dạy kiến thức, đồng thời mở rộng không gian học tập mọi lúc, mọi nơi, tận dụng mọi cơ hội, mọi khoảnh khắc, thay vì chỉ học ở trong lớp tại nhà trường.
Theo quan điểm của tác giả, người lớn và nhất là các bậc phụ huynh hãy luôn đồng hành với con trong hành trình tiếp cận, thu nhận kiến thức, khuyến khích trẻ học tập, tìm hiểu ở mọi nơi bằng nhiều hình thức. Rất nhiều kỹ năng phổ thông và phẩm chất cá nhân cần sự rèn tập hàng tháng, hàng năm trời mới có, chứ không thể có ngay như tiếp nạp kiến thức. Do vậy, việc học phổ thông không có điểm dừng, ngay cả khi trẻ em thành người lớn.